nóng quá đi mất. Mình phải tìm một chỗ làm mát mẻ để nghỉ ngơi mới được. Chào cậu, cậu có gì ăn không? Có thể chia sẻ cho tớ một ít được không? Tớ nghỉ đói cả ngày nay rồi, tớ chưa được ăn gì hết. Tôi là Trang, tôi là một người bán vải. Tôi nhầm cậu quá. À, hay là cậu đi cùng tôi, giúp tôi bán hết cho thúng vải này đi. Đời lại hơn nhiều, tôi sẽ chia cho cậu một nửa. Ơ, cậu có nhiều vải đẹp thế này ư? Thế bán hết cho đồng vải này, có được nhiều tiền không? Nếu bán hết cũng được một khoản khá khá đấy. Cậu nói tôi có thể cùng cậu bán hết số vải này sao? Chúng ta cùng nhau bán, đời lại thế nào tôi sẽ chia cho cậu một nửa. Nhưng có điều, việc này không dễ dàng đâu. Đừng mà, tôi là đừng mà, chúng ta đi thôi. Nhất định chúng ta sẽ bán hết số vải này trước khi trời tối. Tôi mệt lắm rồi, không ngờ bán số vải này cũng nhọc như thế. Cố lên nào các bạn, chúng ta mới đi được một lát thôi. Và tìm thấy một cái giếng, chúng ta ra đây uống nước đi. Tuyệt quá, tôi còn đang khát nước đây. Cái giếng này cạn và sâu quá, làm thế nào chúng ta có thể uống nước đây? Chúng ta không có gì để múc cả. À, đúng rồi, cậu buộc dây thừng mọi người tôi, rồi thả tôi xuống, tôi uống nước xong, rồi cậu kéo tôi lên, lên nước cao. Uống nước nhá, nước trong ấm ngăn lắm. Đúng là một tên ngu ngốc. Giờ số vải này đã thuộc về ta. Ta phải bán được số vải này sẽ có đủ vốn để nắm lại từ đầu. Chà, nước mắt sẵn quá thật. Này các bạn ơi, mau cả tôi lên đi. Cậu bạn à, cậu đâu rồi? Hãy mau cả tôi lên đi. Trời ơi, hay là cậu ta bỏ mình ở đây thật rồi? Có ai ở trên này không? Cứu tôi với. Thật là ngu ngốc, lại đi tin mà giúp đỡ một kẻ không ra gì. Mất hết tất cả thứ vải, bây giờ mình chỉ biết ngồi đây, mong rằng sẽ có ai ngang qua giúp đỡ mình. Có ai không? Giúp tôi với. Trời ơi, Rắn. Rắn ơi, hãy thương tình tôi ăn ở hiền lành mà tha tôi. Thôi được, ta thấy ngươi là người ăn ở hiền lành tốt bụng, lại bị kẻ khác hãm hại nữa. Ta sẽ giúp người lần này. Rắn, rắn biết hợp với người ư? Đúng vậy. Ta là rắn thần ở giếng hoang này đấy. Mày là ta lên rồi. Trời sắp mưa rồi đấy. Người hãy đi thẳng qua đường này, sẽ thấy căn nhà hoang. Người có thể nghỉ chân ở đó. Xin cảm ơn rắn thần, cảm ơn ngài rất là nhiều. Đúng như lời rắn thần nói, ở phía trước có một ngôi nhà. Trời mưa rồi. Thật là may quá, mình đã có thôi nghỉ chân quận đêm rồi. Đêm nay, nhất định ta sẽ đem một bữa lo lên đến tận sáng. Ta, trong đó chỉ là một con quỷ. Trông nó thật đáng sợ. Nó đã sắp đi tới cái nhà hoa này rồi. Để chú ở đâu bây giờ? Con quỷ thật là đáng sợ. Ha 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 ha
nhà hoang. Không có ai, chỉ có một mình ta. Con quỷ này thật là hung dữ. Hả? Sao con quỷ kia lại có kinh nghiệm thần kỳ thế nhở? Biết lấy cả ra đồ ăn. Đi đâu làm vậy? Chả có nghe. Căn nhà nó sắp sập. Tao phải chạy nhanh thôi. May quá, thì cùng con quỷ cũng đã đi rồi. Con quỷ sợ hãi bỏ chạy để quên được cây gậy thần kỳ này. Ta có nên đốt một điều gì đó không nhỉ? Truy Bang ơi, hãy biến những quả cam này thành thần như những giỏi bán cho ta. Wow, wow, thật là nhiều vàng. Mình sẽ dùng số vàng này đến giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây là cây gậy của ta. Ngươi dám ăn trộm à? Ta sẽ cho ngươi một bài học.